chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, và mình đang đứng phía trước quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha. Ở nơi đây thì đang diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Hàng năm thì vào dịp giỗ tổ vua Hùng thì thành phố Cần Thơ đều tổ chức lễ hội bánh dân gian để bảo tồn và phát huy các giá trị của bánh dân gian. Thì lễ hội năm nay có khác gì so với những năm trước? Thì mời các bạn cùng theo chân mình vào lễ hội để xem ở đây buôn bán những cái mặt hàng, những cái loại bánh nào. Mời các bạn cùng theo chân mình nha. Rồi, đây là khung cảnh ở đầu chợ nha các bạn. Thì mình sẽ đi sâu vào khu vực bên trong để xem là lễ hội bánh dân gian năm nay có khác gì so với những năm trước nha. Rồi, đây là những hàng bánh nè, rồi các loại đồ nướng nữa. Rất nhiều loại bánh luôn. Còn đây hình như là bánh phúc nốt nè. Rồi hôm nay mới là ngày thêm mạc thôi nên khâu chuẩn bị cũng còn đang diễn ra nha. Còn đây là kem phụ nè, kem xôi dừa, cô đã để trước rồi. Có tắt nữa. Đây hình như là cơm dừa sấy các bạn. Cơm dừa người ta sấy đem đi sấy á. Bánh tráng nha, đủ thứ các loại bánh tráng luôn, có nướng rồi.
dừa hả cô? Dạ, bánh tráng dừa. Dạ. Có bánh tráng chuối nữa. Có cái lò than nướng liền luôn á nha các bạn. Bánh bao cà vé còn hơn, mình mới nghe lần đầu tiên luôn. Cà vé hột gà, sữa bắp. Mình mua những cái hình con vật rất là dễ thương luôn. Lấy chị một cái này đi. Lấy một cái thôi cho chị này mấy bạn ơi. Mang về hay gì chị? Đúng rồi, mang về. Ồ, cái này mấy con cá cái thương quá. Cá nhân su kem ngon lắm chị, phần 40. Rồi cuối phần này của chị bao nhiêu? 25.000 chị. Chị gần em tương tác đồ. Quảng cáo là cửa hàng của mình đi. Dạ, gian hàng khác là gian hàng bánh nướng Vĩnh Long nha chị. Ồ, Vĩnh Long, chị ở Vĩnh Long nè. Trời, chị ở huyện nào? Chị ở Vũng Liêm. Chắc chị phải Vũng Liêm thôi. Em Bình Tân là. Vậy hả? Rồi, chúc mấy bạn mua may bán đắt nha. Rồi, em cảm ơn chị. Có gì còn ông này bán gì? Dưa lấy nước lên nè. Em này đóng mắm rồi. Lấy nước. Đây là bánh sọ. Ăn gì không chị ơi? Bánh nước xương sa hột é. Không có Bình Định không em? Mình quán Anh Quang. Do là hôm nay là ngày khai mạc đầu tiên á nên du khách đến chưa có đông lắm, nhưng mà cũng có du khách đến tham quan cũng nhiều rồi. Có một số gian hàng thì chưa có bày bán ra nhiều nha, để mình đi qua bên đây tiếp. Bánh cuộn. Mình cuộn phô mai rồi hả chị? Chị âm sầm đâu có
là Long. Bự. Bự hơn phòng của mày nữa. Nó phải so sánh với cái phòng của mày. Mọi người đến tham quan bắt đầu đông rồi. Đây là bánh tráng nướng, bánh lăng, rau câu. Mọi thứ vẫn còn đang ở khâu chuẩn bị nữa các bạn. Bánh bò nè. Có bánh ăn đi chị ơi. Bánh chuối nè chị. Khoai mì. Khoai mì. Bánh bò. Em cũng đang trưng bày thêm á chị. Rồi. Đây là gian hàng bán mỗi cuốn nha, bánh trứng cút. Bánh tráng nướng. Ăn uống gì lựa đây anh chị ơi? Bún bánh tráng Bình Định. Du khách đến ngày một đông hơn nha. Và đặc sản Hà Nội chín gốc. Mua bánh nha chị, bánh sơ sơ đặc sản Hà Nội. Sơ sơ có bánh cốm nhưng bánh mochi cốm. Bài rất là đẹp luôn. Đây là bánh xèo, gỏi cuốn, bánh cơm chiên, bánh khọ, bánh tráng nướng luôn. Quá trời bánh rồi. Đây là vẫn đang chuẩn bị nha, gian hàng này vẫn đang chuẩn bị. Mọi người tham quan rất là đông. Chợ đồ chiên, bánh nướng, mình chỉ đi ở phía bên tay phải thôi nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ vòng lại phía bên tay trái để các bạn xem nha. Mình rất là thích tham quan những cái hội bánh dân gian này, rồi đi tham quan các chợ, cái không khí náo nhiệt rộn ràng. Đây là bún nước lèo, bún chả cá. Đây là tới các cửa hàng bán rồi, đó các loại bún rồi nha các bạn. Rồi ở đây bán bánh gì đây, ăn uống gì ghé lựa đi coi. Bánh đồ nướng. Đây là qua tới ăn thiệt rồi các bạn, hết ăn vặt rồi. Ai làm chân gà canh đi. Cơm lam gì vậy? Cơm lam. Cơm lam. Để một cái phần bò đá cho. Đủ màu sắc luôn. Nóng là thịt nướng rồi mấy nước nó khỏi ăn cho nha. Đây đây nóng nè. Ngồi về nhà hết hả chị? Ừ. Này là nhiêu ống? 30.000 à? 30.000 là cơm không hay là có kèm mà? Cơm không ha. Ghé lại đi chị.
Thấy em một ống màu xanh này. Xanh này là lá dứa hả chị? Dạ. Nhắn không? Lấy em cơm thôi. Ồ, có chim dạ. Ăn gì em ơi? Chị lấy em cái nóng ăn liền được không? Được. Đây chị lấy cái nóng mà. Nóng đi. Ăn liền không? Ăn liền không trẻ hả chị? Trẻ nha, hay đem về. Dạ, ăn liền á, trẻ nha. Chân gà số Thái. Em chẻ ống cơm nha. Yeah. Đây là bằng nếp anh. Dạ. Yeah. Ừ, nó còn nóng luôn á. Dạ. Có muối nè, có vùng gác lê nè. Đây là mình. Thơm lá dứa. Ăn cái muối, muối vừng, muối đậu nè. Ngon lắm. Ông cần làm gì lắm vậy? Ngon. Thơm lá dứa. Xíu nữa là tiêu. Xíu nữa là tiêu rồi. Bánh gọn mới đổ. Đang nấu quá. Rồi như vậy là mình đã đi hết bên nhảy phía bên tay phải rồi. Bây giờ mình sẽ vòng lại phía bên tay trái nha. Chả cướm, bánh bao, đậu hũ. Mọi người đến tham quan rất là đông. Đổ ra một cái đây. Ăn vô cái gì cái lừa đi chị. Quá trời hấp dẫn luôn rồi các bạn ơi. Các bạn tranh thủ đến tham quan lễ hội bánh dân gian ở Cần Thơ nha. Thì bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày kết thúc là ngày 2 tháng 5 năm 2023 nha các bạn. Các bạn có dịp đến Cần Thơ vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và lễ Dỗ Tổ Hùng Vương thì mình đến tham quan lễ hội bánh dân gian này nha.
Nhìn những cái chiếc bánh màu sắc rất là đậm. Đây, bánh tráng nướng. Wow, bên đây là rất là nhiều bánh dân gian luôn nè các bạn. Ghé lộ hội mà chị ơi. Chài ghé hội đi anh. Có bánh bột bán nè. Đây là bánh gì em? Dạ bánh bắp. Bánh bắp hả? Dạ. Đây là bánh lá nè các bạn. Bánh Hà Lan quá. Bạn ơi. Mẹ này giỏi. Cô chú ơi, anh nhớ hộ con đi chú ơi. Chú đi dạo. Rất là đông nha. Lúc nãy mình vào là chưa có đông lắm nha, mà bây giờ là rất là đông rồi. Nhưng mà khi các bạn tham quan lễ hội bánh á, các bạn cũng lưu ý nhớ mang khẩu trang nha. Vì tình hình dịch bệnh cũng khá là căng thẳng á, nên các bạn nhớ đem theo nước sát khuẩn tay nè, khẩu trang nè. Đúng rồi. Tính chục hết tại chị. Đi đó con em tính chị 30 thôi, đi nữa mình tính 30, ba cái này, ba cái này 60, nó là 90. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bo à, lấy 15.000 ngoại để ngay đó đó, lấy thôi cho bà 10.000 cho con. Cảm ơn bà đi con. Đóng gói sẵn rồi nha các bạn. Không, cái này bánh kép Thái Lan gì nè mà. Kép gì cũng vậy. Cái trong đó để kem xôi đó hả? À, đó, người ta tài trợ một người 300 triệu được bán 5-6 điểm đó em nghĩ rồi. Anh tủ kem nhóc ở sao nữa. Để trưng bày chủ yếu là bánh lăng bơ chứ là chính chị. Có mở quán ở ngoài kìa. Tôi dỡ cái vườn cây ra bánh nếp luôn. Dạ đúng rồi. Bánh nếp con, bánh nếp con. Bánh nếp nguyên đủ thứ. Này nhân bản.
cái này là không, ấy cái này là không có trứng, cái này là làm mẫu chân thôi, chị ăn có trứng đâu mày, là có trứng vô nè. Vô cùng làm gì dính thôi anh gọi bánh này chưa chín mà vỡ ra dính thì lấy cây dính xuống em. Bánh nhân gian tiếp nha, bánh bò thốt nốt, bánh ú, bánh này bán giá luôn, bánh ít trần, bánh lá này, khoai mì. Xong buổi lượng xin sao lụ quá trời các bạn. Đây là chè, là hũ bánh lọt. Đi vô những cái gian hàng này là không thể nào chịu nổi luôn các bạn, quá trời thơm luôn. Đây là bánh đúc. Bánh gì cô? Bánh ít trần, bánh mặn, dạ, bánh bột lọc. 25 dạ. Yeah.
xương sa hột luộc, xương sáo hột é, còn đây là thịt nướng bánh hỏi. Ngoài bánh nhân nhiên ra thì còn có rất nhiều mặt hàng khác nữa nha các bạn. Bánh bao bây giờ làm rất là nhiều hình dạng, rất là dễ thương. Sản An Giang đây là trà chanh sen nha. Để mà ăn thử hết tất cả các loại bánh á, thì ăn không nổi nha các bạn, nhưng mà nhìn thì rất là hấp dẫn.
nên mình đến các gian hàng mình chia sẻ cho các bạn biết là ở đây là bán những cái loại bánh gì và không khí như thế nào. Mua không khỏi nó. Số gian hàng vẫn còn đang chuẩn bị nên một số gian hàng vẫn còn trống nha, chưa có đầy đủ. Trước đó là các gian hàng nông sản, vật tư nông nghiệp. Như vậy thì mình đã đi một vòng lễ hội bánh dân gian. Nếu có dịp các bạn đến Cần Thơ trong những ngày lễ này thì các bạn hãy ghé tham quan lễ hội bánh dân gian của thành phố Cần Thơ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.